Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lip Pro-In được sản xuất tại công ty dược phẩm CPC1 Hà Nội. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Liproin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Liproin: Lidocaine 25mg, Prilocaine 25mg. Dạng bào chế: dạng kem. Công dụng và chỉ định của Liproin: gây tê bề mặt da trong luồn kim và thủ thuật ngoại khoa nông. Gây tê bề mặt vết loét ở chân trước khi vệ sinh và tiến hành thủ thuật ngoại khoa nông, ví dụ loại bỏ sợi huyết fibrin, mủ và chất hoại tử. Gây tê bề mặt niêm mạc đường sinh dục. Cách dùng và liều dùng của Liproin. Cách dùng. Kem bôi da. Liều dùng. Dùng theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ của Liproin. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng Liproin. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Liproin, đồng thời biết cách sử dụng Liproin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham